Sao Hoa Ngữ cắn răng chịu lạnh đi thảm đỏ, người chảy cả nước mắt, kẻ co giò chạy như ma đuổi. Thời điểm cuối năm là lúc làng giải trí Hoa Ngữ bận rộn với hàng loạt sự kiện lớn nhỏ. Đoàn mỹ nhân Hoa Ngữ coi đây là dịp khoe sắc vóc hoàn mỹ, cạnh tranh nhan sắc với nhau. Tuy nhiên đây cũng là lúc mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ùa về. Chính vì lẽ đó đã có nhiều tình huống giờ khóc giờ cười không chỉ đến từ các người đẹp mải diện váy áo khoe body, mà nhiều soi nam cũng phải lắc đầu xua tay vì thời tiết quá đỗi khắc nghiệt. Chỉ diện đầm mỏng tang, Triệu Lệ Dĩnh lạnh đến rơi nước mắt và liên tục suýt xoa. Đoạn clip nổi tiếng của một nghệ sĩ khiến fan phải cười lăn cười bò. Anh chàng co giò chạy như ma đuổi nhưng cũng không quên chào phóng viên chụp ảnh, sau đó khi di chuyển tới chỗ chụp ảnh khác lại tạo dáng như thường. Nam diễn viên lôi dây âm từng lên top tìm kiếm Weibo vì biểu cảm siêu buồn cười, nhăn mặt khi chạy tới vị trí đứng của thảm đỏ, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp để chụp ảnh. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng sụt sịt không kém. Khoảnh khắc khiến người hâm mộ xót xa khi Lưu Dược Phi lạnh đến rút người, sụt xịt sổ mũi. Trong hình, MC xinh đẹp diện váy mỏng tang phải khoanh tay vì quá rét, còn Lâm Canh Tân dù kín cổng cao tường cũng phải xoa tay ủ ấm. Khổ thân bé cưng nhà Đỗ Giang và Hoắc Tư Yến lạnh đến nỗi phải chôn cả mũi lại. Tại sự kiện thảm đỏ của Hoa Biểu, Ngô Lỗi gây chú ý với hai bàn tay đỏ rực vì quá lạnh. Anh chàng còn kín cổng cao tường hơn hẳn hai mỹ nhân bên cạnh, nhưng vẫn phải chịu cái rét cắt da cắt thịt là âm 8 độ C tại Bắc Kinh. Quan Hiểu Đồng co giò vì lạnh. Ngeni cũng chỉ cố gắng giữ yên chụp ảnh được một lúc, sau đó cũng phải ôm tay vì quá lạnh. Diện đồ quá hở phần ngực và cổ, Quách Bích Đình cũng nhanh chóng lấy tay che thân và chạy. Dương Mịch diện váy lệch vai giữa thời tiết giá rét, chẳng trách cô nàng liên tục xoa tay làm ấm. Hở bạo như từ lộ khiến cô nàng tạo dáng xong cũng phải suýt xoa vì lạnh. We'll be right back.